Vì Nam muôn phái võ đạo sáng tạo dân Việt Nam. Vua Vì Nam đầy nguồn sông anh dũng bất khuất của cháu con Lạc Hồng. Vua Vì Nam nơi rèn đúc thanh niên thành người hữu ích hiền ngang. Vua Vì Nam truyền vào tâm tư thanh niên một niềm tin lên hương, một tình thương bao la, một hoài bão cao xa, quyết vì đất nước nêu cao gương hy sinh, điểm tô non sông uy linh, huy hoàng dưới anh hùng mình, với bàn tay thép, với trái tim từ ai, người muốn sinh vô Việt Nam đấu tranh cho công bình bạc ai, xoa dịu vết thương đau cho mọi người, với bàn tay thép, với trái tim từ ai. Người muốn sinh vô Vì Nam phát huy tinh hoa đời sống mới, tô đậm trang sử mới cho Việt Nam. Vô Vì Nam, vô Vì Nam, trùng không gian vượt thời gian. Vô Vì Nam, vô Vì Nam, vô Vì sông nước Nam đất linh sinh bao anh hùng, bao nhiêu phen trai ngang vẫn kiên gan không nao lòng, bằng hùng tâm từ ai quyết rèn luyện thân cường tráng, bước đi hiên ngang giữa trời, quyết đem tinh hoa võ đạo hiên dâng cho đời đẹp mãi. Ta xây xưa dân thân xứng danh dân Nam kiêu hùng, vui sông pha đắp xây xiết tay anh em lên đường, cùng đồng môn bền chí sông hòa mục trong đạo nghĩa, nhớ ta con tiên cháu rồng hát vang câu ca.